là siêu thần tượng cô gái Hải Phòng, những tiếng trải lòng gửi vào lời nhạc, cứ lên lời hát những giai điệu vui tai. Ok, let's go. Gái Hải Phòng luôn phải chất, khỏa xinh đẹp, ăn luôn dễ nhất. Working like a boss như một chucky, ling ling on my head, DJ Gucci. Everybody here we go, nhiều anh nguyện đi sau. When you listen to my flow, I vào TV show, tự tin nhiều hơn làm sao đâu. Một tay cầm micro, ngồi trong và chung là kiểu show. Con gái Hải Phòng tự tin mỗi khi ra đường đi chơi. Mùa đông thì trà đạo của mùa hè thường đi bơi. Động vào thì nhường đi thôi, hiền mà chẳng thường đâu nha. Giờ có tịp đường chạy, ha ha, đường đâu ra, yeah yeah. Đây là âm nhạc hay tránh quanh Việt Nam, âm thanh vang bên tai cho đến lúc tịt tan. Ra giữa đường phố ngang có ngôi nhà xanh, bánh mì cay cay thì phải đi với trà chanh. Yo yo, thêm rộ em là em, chú ít up là lên. Các chị em kề bên ăn bánh mì ba tê. Những câu chuyện lại thề, những niềm vui tự do do đời ta tự cho, không cần ai phải lo nên là không sợ lo đó. Yeah yeah. Cá tính, chân đi, Nike, Austin, tỏa sáng như là Ice. Giao lưu, học hỏi, quyết tâm không dừng lại. Let's go. Zen limit bài mà không ngừng, nhận nhiều điểm cao miệng vui mừng. Được thường truyền tranh yêu thích, đó là công chúa ngủ trong rừng. Tự tin lên sân khấu, em đặt chóp chóp chóp. Và dù âm thanh cho em động lực là những tiếng clap clap clap. Có quá nhiều cơ hội ở xung quanh. Fashionista, thần thái và long lanh. Tâm trí như là bầu trời trong xanh, như dù gì vẫn là con gái, tâm hồn thêm mong manh. Gái Phòng